Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Laptop. VivoBook luôn là dòng sản phẩm hướng đến giới trẻ và Acer ngày càng phát triển nó để mang lại một trải nghiệm tốt hơn cho các bạn và một thiết kế rất là bắt mắt để các bạn có thể đem chiếc máy này đi khoe với mọi người. Ngày hôm nay trên bàn mình là một em VivoBook Flip 14 với mã là TB470EA. Đây là một chiếc máy 2 trong 1. Đây, đó, xoay gập 360 độ được luôn. Thì ngoài một cái vẻ bề ngoài bắt mắt này ra, nó còn tăng thêm trải nghiệm các bạn, đó chính là 360 độ nè, rồi xong rồi cảm ứng nè, còn hỗ trợ Book Stylus nữa. Ngoài đó, nó còn có một hiệu năng rất là cao. Thì ngày hôm nay hãy cùng mình review em máy này nhé. Về thiết kế, ban đầu nhìn em VivoBook Flip 14 này thì mình nghĩ nó không phải là một chiếc máy dưới 20 triệu đâu, mà mình nghĩ ra là một chiếc business cao cấp, một chiếc máy doanh nhân cao cấp lắm luôn á. Bởi vì thiết kế mỏng nhẹ nè, nó chỉ dày có 18-17mm thôi, và trọng lượng của nó là 1,5kg, và cũng được hoàn thiện rất là tốt nữa chứ, khiến cho mình có một cái ấn tượng rất là sâu sắc khi mà lần đầu tiên cầm lên. Thân máy được tô màu bạc soda trẻ trung, logo VivoBook được làm bóng rất là đặc trưng của dòng này. Khung máy được làm bằng nhựa và nắp được làm bằng hợp kim nhôm cho cảm giác gần giống như là một chiếc ZenBook. Các góc và các cạnh sắc nét hơn khi so sánh với thiết kế của thế hệ trước, nhưng có một nhược điểm, nó khá bám dấu vân tay nên các bạn nhớ vệ sinh thường xuyên nha. Bản lề Egolip giúp tăng thêm độ nghiêng khoảng 3 độ cho bàn phím, giúp tư thế đánh máy nhập liệu của bạn trở nên thoải mái hơn. Và kèm theo đó là xoay gập 360 độ cho cảm giác là chắc chắn. Nếu bạn chuyển sang chế độ tablet mode để xài á thì thao tác cũng như là menu đủ to cho chúng ta trải nghiệm vuốt và chạm rất là tuyệt vời. Về các cổng kết nối, ở cạnh phải của máy bao gồm một cổng nguồn, cổng HDMI, một USB 3.2, một USB-C, jack tai nghe 3.5, thẻ micro SD và nút nguồn. Cạnh trái bao gồm một USB 2.0. Qua đến vào màn phím, mình thích cách Acer bố trí nút Enter có viền màu khác giúp tăng thêm sự nổi bật về mặt thẩm mỹ. Layout phím cho mình cảm giác gõ rất là tốt, phản hồi ok. Hành trình phím ổn và một điểm cộng đó là đèn nền. Phần touchpad hơi nhỏ so với tay mình nhưng mà nó khá là mượt và nhạy. Nó cũng bao gồm một đầu đọc dấu vân tay ở góc trên cùng bên phải để đăng nhập an toàn. Nói về màn hình, em máy này được trang bị màn hình Nano Edge cảm ứng 14 inch, được bao phủ trọn vẹn bởi lớp kính cường lực, không chỉ phù hợp cho thao tác chạm mà còn góp phần tạo nên những vẻ cao cấp, hiện đại ở VivoBook Flip 14. Khi màn hình sáng lên là lúc bạn sẽ trầm trồ nữa, bởi vì phần viền được làm mỏng ấn tượng, giúp không gian hiển thị được tới 82% và cho góc nhìn rộng 178 độ. Tấm nền IPS Full HD với dải màu 66% sRGB, 45% NTSC và độ sáng 260 nits cho bạn một trải nghiệm giải trí tốt nhất qua những thước phim đầy màu sắc và thiết kế hình ảnh cũng như là chơi game trên em máy này. Chế độ tablet cũng rất hữu ích, thêm cả máy nhẹ 1,5kg nữa khiến mình cảm giác như đang cầm một chiếc máy tính bảng vậy. Chính vì thế mà bạn luôn tự tin chia sẻ nội dung cho bạn bè hay là đối tác ngồi trước mặt, cực kỳ chuyên nghiệp. Khi mà gặp ra gặp vô như vậy thì máy cũng tự xoay theo hướng người đối diện luôn. Ngoài ra trong hộp còn tặng kèm thêm một Book Stylus và cục 500 như thế này, giúp các bạn có thể gắn vô máy ở bất kỳ đâu, mang đi mà không sợ bị rơi rớt. Rất là tiện lợi phải không nào? Với chiếc Book Stylus thì mọi công việc của các bạn đã trở nên sáng tạo hơn. Nếu mà mỏi quá khi mà vuốt bằng tay nè thì có thể dùng bút để vuốt. Nếu mà lừa gõ văn bản quá thì sao? Mình bật nốt lên rồi xong vẽ bằng bút nè, rất là tiện lợi. Có một điều bạn nên cân nhắc đó chính là đây là một màn hình gương, cho nên là khi mà sử dụng ngoài trời với cường độ cao thì màn hình sẽ bị bóng đó nha. Nói sơ qua về phần thiết kế rồi, về phần màn hình đẹp đẽ rồi, thì bây giờ mình hãy cùng đến với hiệu năng, coi hiệu năng nó mạnh đến mức nào nhé. Về cấu hình thì em máy này được trang bị CPU Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB M2 PCIe, GPU là Intel Iris Xe Graphics. Con chip i5 thế hệ thứ 11 có xung nhịp từ 2.4 GHz đến 4.2 GHz nhờ Turbo Boost, giúp xử lý chân chu các tác vụ văn phòng cơ bản. Chấm điểm Cinebench R23, nó có mức điểm rất là tốt, vượt trội hơn so với i7 thế hệ 10. GPU tích hợp Intel Iris Xe Graphics thì khỏi chê, tăng sức mạnh cho máy trong những tác vụ đồ họa thiết kế với máy mỏng nhẹ như thế này. Các tác vụ thiết kế như chỉnh sửa ảnh trên Photoshop và edit video đơn giản trên Premiere thì chiếc máy này có thể cân được. Vì đây là dòng Ultrabook nên các bạn cũng đừng nên làm việc thiết kế quá nặng vì nhiệt độ của máy sẽ rất là nóng và hiệu năng sẽ bị giảm. Thêm vào đó với SSD 512GB cho bạn thỏa sức đa tác vụ với hơn 10 tab Chrome và dùng các ứng dụng khác nhau cùng một lúc. Tốc độ truyền dữ liệu nhanh chóng và tốc độ khởi động nhanh. Mà nó có một điểm khá là tiếc đó chính là chiếc máy này không trang bị hỗ trợ khe cắm M2 để chúng ta nâng cấp. RAM 8GB, một dung lượng thoải mái cho việc lướt web với nhiều tab, công việc thiết kế cũng trở nên chân chu hơn rất nhiều. Ngoài nhu cầu chính là phục vụ thiết kế và trải nghiệm đa nhiệm thoải mái với chiếc máy trên thì chiến game sẽ ra sao? Với liên minh huyền thoại, việc thiết lập setting cao nhất, máy vẫn có thể duy trì ổn định FPS cao ngay trong khi combat đông người. Với tựa game CSGO, những pha xả súng hay là bị bắn bất ngờ cũng không làm drop FPS với chiếc máy này đâu.
Thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng mạnh mẽ đều khiến cho mình tò mò coi tản nhiệt của nó tốt đến mức nào. Thì qua quá trình sử dụng thì nó vẫn còn khá là nóng, nhất là ở phần bản lề hay là mấy cái nút phím AWSD cộng với là phần kê tay. Ở khu vực các phím AWSD nó ấm, có lẽ là các lỗ thoát khí ít và nhỏ và quạt nằm ở vị trí phím trên. Asus trang bị với mẫu laptop này viên pin 42 Wh. Việc sử dụng hỗn hợp mở nhiều tab trên trình duyệt Chrome, bộ ứng dụng văn phòng Office, bạn cũng có thể dùng máy liên tục hơn 4 tiếng. Thời gian ấy là đủ lâu để bạn học hết nguyên một buổi học trên trường mà không phải lo về việc hết pin giữa chừng. Việc nạp lại năng lượng cũng không tiêu tốn quá nhiều thời gian đâu, khi mà VivoBook Flip 14 có hỗ trợ sạc nhanh, sử dụng adapter 45W nhỏ gọn đi kèm. Máy mất chưa đến 50 phút để sạc được 60% và sạc đầy hoàn toàn sau 1,5 giờ đồng hồ. Với hệ thống âm thanh Harman-Kardon, chất âm phát ra luôn hài hòa, đem đến độ chi tiết chính xác. Do đó, mọi hoạt động giải trí như nghe nhạc, xem phim hay chơi game của các bạn đều trở nên thú vị hơn. Để tổng kết về em máy Asus VivoBook Flip 14 thì hãy kể qua những ưu nhược điểm của em máy này nhé. Về ưu điểm, một thiết kế sang trọng, gọn nhẹ, tinh tế. Kèm với nó là hiệu năng cao và ổn định. Nó mỏng nhẹ nhưng đầy đủ tất cả các cổng kết nối. Xoay gập 360 độ cho bạn thỏa sức sử dụng với nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Một thân máy chắc chắn, thời lượng pin cao, bàn phím bấm rất là tốt. Song song đó là những điều mình không thích ở chiếc máy trên, có thể kể đến như là tản nhiệt chưa tốt, còn khá là nóng với trên bàn phím. Nút nguồn nhỏ, bấm hơi khó khăn. Tuy nhiên thì những nhược điểm trên cũng không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của các bạn đâu. Kết hợp hài hòa giữa yếu tố thiết kế, tính năng thông minh kèm với đó là hiệu năng mạnh mẽ cùng với mức giá rất là hợp lý đã tạo nên một sức hấp dẫn riêng dành cho Asus VivoBook Flip 14 này. Và mình nghĩ đây là một người đồng hành lý tưởng giúp các bạn Gen Z thể hiện bản thân theo một cách mới mẻ hơn. Và các bạn nghĩ sao về em máy trên? Hãy để lại phần comment bên dưới cho mình biết nhé. Cũng đừng quên like, share, subscribe cho kênh Thế Giới Laptop. Và hẹn các bạn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.